Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cuộc sống của một Việt Kiều thật sự. Trở thành Việt Kiều có sướng hay là không? Thì bữa hôm nay trước mặt các bạn là một cái nồi lẩu. Không, mình đang làm lẩu ăn. Nhưng mà nếu mà mình nói với các bạn thì đây là đồ ăn cũ thì có thể các bạn sẽ hơi thất vọng. Tại vì các bạn thử tưởng, các bạn không thể nào tưởng tượng nổi mà một người Việt Kiều Mỹ ở bên Mỹ mà lại ăn đồ ăn cũ mà cái Việt Nam ở đây gọi là cơm nguội các bạn. Ở bên Việt Nam thì chỉ có những người nghèo họ mới ăn cơm nguội thôi. Làm sao mà Việt Kiều Mỹ lại ăn cơm nguội được các bạn, hay là ăn đồ ăn cũ được? Thì đó chính là cái cuộc sống thực sự của người Mỹ, người Việt Kiều ở Mỹ các bạn. Bây giờ để mình làm cái lẩu này xong rồi mình sẽ ăn, mình tâm sự với các bạn tại sao ở bên Mỹ các bạn phải ăn cơm nguội. Nhưng mà không phải các bạn ăn cơm nguội một ngày thôi nha, các bạn ăn cơm nguội một năm, hai năm, ba năm, mười mấy năm các bạn sống ở Mỹ các bạn đều ăn cơm nguội. Ok. Ủa, không biết đổ xào hả? Đi, thì bây giờ đó các bạn biết không, người đó, đa số người người Việt Nam ở bên Việt Nam họ cứ nghĩ là đi qua Mỹ là sướng các bạn. Không, ai mà có con có cái đi qua Mỹ là họ đều nói là trời ơi, con tôi là Việt Kiều Mỹ đó nghe, con tôi là Việt Kiều Mỹ đó nghe, con tôi là Việt Kiều Mỹ đó nghe. Và đa số những người ở bên Việt Nam khi mà họ có bạn trai hay là có bồ là Việt Kiều Mỹ đó thì họ cứ tưởng là trời mấy người này sướng ở Mỹ sướng quá, trời mấy người này ở Mỹ sướng quá. Và khi mà có những người họ xin tiền ở bên Mỹ các bạn, trời ơi Việt Kiều Mỹ mà cho bèo quá, trời ơi Việt Kiều Mỹ mà chùm sò quá. Nhưng mà họ không biết rằng cuộc sống của những người Việt Kiều Mỹ thật sự là như thế nào. À, thì bây giờ bữa hôm nay mình mới đi làm về các bạn. À, thì để mình vừa làm cái lẩu này, đây là đồ ăn mình nói là đồ ăn thừa thì cũng không đúng, đây là đồ ăn mình không phải đồ ăn mới các bạn ha, mình phải ăn lại. Okay. Okay. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, Việt Kiều thì cũng có Việt Kiều này Việt Kiều nọ các bạn, nhưng mà đa số những người Việt Nam mà ở bên Mỹ họ đều sống theo kiểu này. Thường thì ở bên Mỹ này á, thường thì ở Mỹ này á, các đa số những người Việt Nam của mình họ đều đi làm suốt nguyên một tuần các bạn. Thì cái ngày chủ nhật á là cái ngày mà họ sẽ đi chợ. Ok, thì cái bữa nay chủ nhật họ đi chợ thì họ sẽ nấu đồ ăn cho bữa hôm nay, có nghĩa là chủ nhật, có nghĩa là ngày mai á họ phải ăn đồ của ngày chủ nhật và ngày mốt nữa, có nghĩa là bữa hôm nay chủ nhật mình đi chợ. Ok, mình đi kiểu Mỹ các bạn. Thì mình sẽ đi chợ thì bữa hôm nay đồ ăn hơi sang, có nghĩa là mình sẽ ăn cái ngày chủ nhật nó khá là sang đi. Thì mình sẽ ăn cho tới thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Thứ năm thì mình sẽ đi chợ một lần nữa và mình sẽ mua đồ. Thì cái bữa thứ năm á cũng là một cái bữa ăn sang nữa. Và mình phải ăn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và tới chủ nhật. À, có nghĩa là khi mà các bạn coi cái video này các bạn sẽ thấy là wow, như vậy thì ở bên Mỹ cũng cực khổ hả? Ở bên Việt Nam á, sáng á, các bạn đi chợ, các bạn mua cá gì các bạn chiên ăn. Trưa các bạn đi chợ, các bạn mua thịt về các bạn chiên ăn. Tối các bạn đi nhà hàng, các bạn mua thịt về các bạn nhậu. Đó, thì mỗi một ngày ở bên Việt Nam các bạn đều đi chợ, tại vì mỗi một ngày đều có chợ nó bán. Nhưng mà ở bên Mỹ các bạn sẽ không thể nào mà sáng đi chợ, chiều đi chợ, tối đi chợ được. Chưa, các bạn có thể đi như vậy nhưng mà các bạn sẽ không dư đó. Chẳng hạn giống như bữa hôm nay. Bữa hôm nay mình đi chợ mình mua một cục thịt bò. Thì cái cục thịt bò này á, mình đã mua hồi bữa chủ nhật rồi. Thì mình ăn các bạn, mình ăn nửa cục, còn nửa cục mình bỏ vô tủ đông. Ngày mai mình gọt ra mình ăn tiếp. Mặc dù nó vẫn là còn rất là tươi các bạn, nó không bị hư các bạn nhé. Tại vì mới có chủ nhật thứ hai, thứ ba thôi. Ok. Còn rau này cũng vậy, thấy không? Rau này mình cũng mua hồi chủ nhật. Thì mình ăn hồi bữa chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nếu mà hết thì thứ năm mình đi mua tiếp. Đó. Các bạn thấy không, rau còn có mấy cái rau mà dễ héo á, cái này của mình cũng mua chủ nhật, bây giờ mới có 2 ngày mà nó đã héo rồi,
có nghĩa là bữa hôm nay mình phải gán ăn hết cái rau này, không thôi nó sẽ héo và nó sẽ hư các bạn. Ok, như vậy thì các bạn đã thấy cái cuộc sống ở bên Mỹ của những người Việt Kiều rồi, không trở thành Việt Kiều có sướng hay là không? Có nghĩa là bữa hôm nay các bạn kho một nồi thịt kho, các bạn kho một nồi thịt kho chủ nhật, các bạn phải ăn tới thứ hai, thứ ba, thứ tư là các bạn ăn hết cái nồi thịt kho đó. Xong rồi thứ năm các bạn sẽ kho một nồi cá kho, xong rồi các bạn sẽ ăn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Rồi các bạn chủ nhật các bạn lại kho một nồi tép chiên nữa. Nói chung là như vậy đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái lẩu giả chiến thiệt là đơn giản thôi. Và nước sốt nè, thì mấy cái hũ nước sốt này á là mình đi chợ chủ nhật mình mua, cho nên ở nhà mình lúc nào cũng có những cái gia vị nước sốt này cả. Thì rau cải thì mình đi chợ là mình mua luôn, mình mua một lần luôn các bạn, chứ mình không có đi mua đắt nhất. Tại vì mỗi một lần đi chợ nó khá là xa, không cách đây là 30 phút lái xe. Nhưng mà không phải là chỗ nào cũng có các bạn nhé. Có nhiều người Việt Nam họ phải đi chợ là một tiếng đi chợ, ok, một tiếng lái xe đi chợ, một tiếng lái xe về. Các bạn ở bên Mỹ á là các bạn đi chợ là rất là xa, ok. Cho nên các bạn muốn mua cái gì á là các bạn phải mua một lần luôn. Nó không có giống như bên Việt Nam, không, bên Việt Nam các bạn chạy ra đầu đường cái có cái chợ, không, các bạn chạy ra cuối hẻm cái có cái chợ, các bạn chạy ra cái có cái chợ, nó không phải giống vậy, không. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ như vậy thì quá là cực khổ, tại vì các bạn qua Mỹ á, các bạn phải bắt đầu lại từ đầu, các bạn phải học tiếng Anh, tiếng U, tiếng này tiếng nọ, và các bạn phải ăn uống dè sẻn, không, như vậy thì trở thành Việt Kiều nó đâu có sướng đâu các bạn. Nhưng mà sướng cái là ở bên Mỹ các bạn biết không, mặc dù các bạn sống cực khổ vậy nhưng mà đồ ăn nó rất là rẻ. Giống như chẳng hạn như ở bên Việt Nam đi, các bạn biết không, khi mà nói tới những cái chai rượu chẳng hạn như là rượu Pháp hay là rượu Mỹ đó, thì phải là dân nhà giàu mới có tiền uống mấy chai rượu Pháp các bạn, hay là mấy chai rượu Mỹ nha. Trời ơi, mấy nhà nghèo nó thật sự mua chai về để chứ chẳng dám uống nữa. Nhưng mà ở bên Mỹ này mấy cái này rẻ rời, ai cũng uống được, không? Chẳng hạn giống như là mấy cái chai rượu này nè đó, mấy cái chai rượu này mà đem Việt Nam cho người Việt Nam á, các bạn biết không, trời, họ để họ không dám uống các bạn, đúng không? Nhưng mà ở bên Mỹ này thì các bạn có thể uống mỗi ngày. Chẳng hạn như là đồ ăn quá rẻ, không, tôm cua cá tép nó quá rẻ đi đó. Cho nên những người Việt Nam họ thấy những người ở bên Mỹ á, trời, mấy người Mỹ này ăn đồ sướng quá, mấy người Mỹ này ăn đồ ngon quá, thì những cái người Việt Nam họ tưởng là những cái người ở Mỹ này sống sướng các bạn. Nói thật sự thì sống rất là sướng các bạn, nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn ơi. Chẳng hạn giống như ở bên Việt Nam á, các bạn ăn đồ ăn tươi, không, ăn đồ ăn tươi, nhưng mà cái đồng tiền thì nó lại không có giá trị. Ở bên Mỹ này thì mình phải ăn đồ ăn, mình nói là đồ ăn nguội đi, không, giống như là cơm nguội đó, nhưng mà được cái là mình đi làm có tiền. Chẳng hạn giống như mình nấu cái lẩu này đi các bạn ha, mình nấu cái lẩu này á, mình ăn bữa hôm nay, ngày mới sáng thức dậy mình ăn tiếp, mình ăn xong rồi cái mình lại múc lên tiệm mình ăn tiếp nữa các bạn đó. Thì ở bên Mỹ này các bạn phải làm như vậy các bạn mới có dư. Có nghĩa là một cái nồi lẩu này các bạn ăn được bữa tối, các bạn ăn được bữa sáng và các bạn ăn được bữa trưa luôn, thì các bạn rất là dư các bạn. Nhưng mà nếu mà những cái người Việt Nam mà họ không chịu ăn như vậy đó thì họ không có dư. Tại sao vậy? Tại vì bữa tối họ đi ăn nhà hàng, ok, rồi bữa sáng họ đi ăn tiệm và bữa trưa họ đi ăn tiệm, có nghĩa là họ đi ăn tiệm 3 lần thì họ không thể nào mà dư nổi được, ok. Nhưng mà nếu mà các bạn qua Mỹ mà cái bữa tối các bạn ăn ở nhà, xong rồi sáng các bạn thức dậy các bạn ăn tiếp cái này và trưa các bạn ăn tiếp cái này nữa, thì nó thật sự các bạn ở Mỹ mà các bạn không giàu được đâu, thì ai mới giàu các bạn đó. Nhưng mà nhiều khi mình cũng không nên tiết kiệm quá các bạn ha, nhiều khi mình cũng phải đi ra đường ăn các bạn, ok đó. Cho nên bữa hôm nay mình gọi cái này là đồ ăn nguội, không, giống như các bạn ở Việt Nam các bạn ăn cơm nguội vậy đó. Thì rau nè, đó. Bữa nay mình nè, hả? À. Tại vì các bạn biết không, có nhiều người ở bên Mỹ á, họ không dám nói thẳng cho những người bà con ở bên Việt Nam họ biết là cuộc sống ở bên Mỹ như thế nào. Cho nên mỗi một lần mà bà con của họ bên Việt Nam á, họ cứ nói là trời ơi, anh chị ở bên Mỹ sướng quá, ăn lẩu tối ngày, uống bia Mỹ, uống rượu Mỹ tối ngày, mà em xin có 100 triệu mà anh chị không cho á, không?
Trời ơi, anh chị ở bên Mỹ uống rượu mà như uống nước gì á. Em xin có 1 tỷ mà mấy anh chị không cho. Tiền đô Mỹ 1 tỷ có nhiêu đâu, có 50 ngàn chứ nhiêu, đúng không? Trời ơi, các bạn biết không? Người Việt Nam á, không? Người Việt Nam á, họ mà có bà con ở bên Mỹ á, họ xin á. Trời ơi, em xin có 2 cái iPad rồi. Em xin có 3-4 cái iPhone mà anh chị Việt kiều Mỹ mà anh chị không cho, đúng không? Nhưng mà họ đâu biết rằng những cái người Việt Nam họ sống ở Mỹ rất là cực khổ đó các bạn. Rất là cực khổ nha. Ok các bạn ơi. Thì các bạn thấy không? Chẳng hạn như là khi mà các bạn coi kênh của mình á, thì có rất là nhiều người họ nói trời ơi cảm ơn Nhân Lì nha. Nhờ cái kênh của Nhân Lì á mà bà con của tôi ở bên Việt Nam họ hiểu được cuộc sống của tôi bên Mỹ. Tại vì cạn ly. Tại vì các bạn biết không, có nhiều người họ ở bên Mỹ á, họ sống rất là cực khổ, mình nói rất là cực khổ các bạn. Ở bên Mỹ này á, các bạn biết không, các bạn mà không chịu đi làm á, với lại các bạn không chịu tiết kiệm á, các bạn sẽ không có được nhà cửa, xe cộ. Có nhiều người ở bên Mỹ á, họ ăn xài rất là sang các bạn. Chẳng hạn giống như tối hôm nay đi, ok. Thì ở bên Mỹ này á, cạn ly cái đã. Các bạn biết không, chẳng hạn giống như ở bên Mỹ này mình nói một trung bình một người Việt Nam họ đi làm một ngày là từ 70 đô cho tới 150 đô. Người nào mà khờ khờ là làm 70 đô một ngày, người nào mà khôn khôn khéo khéo thì họ làm tới 100-150 một ngày. Bây giờ mình tính thí dụ một người đi, họ làm 150 một ngày mà họ đi ra nhà hàng, họ ăn cái lẩu này nè, ăn cái lẩu này với lại uống ly rượu thôi á, tính luôn tiền bo nữa là coi như là bữa hôm nay họ ăn hết 130 đô rồi các bạn. Như vậy thì bữa hôm nay họ chỉ dư được có 20 đô thôi. Thì ngày mới sáng nữa họ đi ăn sáng nữa là cũng tốn thêm được 30 đô nữa, mà trong túi họ chỉ còn dư có 20 đô thôi, mà cái bữa ăn sáng là 30 đô rồi. Thì các bạn nghĩ coi, nếu mà họ ăn như vậy hoài á thì họ làm sao mà dư? Cái đó là mình chưa nói những cái lúc mà họ bị bệnh mà họ không đi làm được nữa đó. Thì đó chính là lý do tại sao có khá là nhiều bạn hỏi là anh Nhân ơi, tại sao em có ông chú ở bên Mỹ em xin ổng có 1 tỷ mà ổng đó không có tiền, trời Việt kiều gì mà không có tệ 1 tỷ. Nó các bạn biết không, có nhiều người Việt kiều ở bên Mỹ nó thật sự họ không có 1 tỷ các bạn nhá, ok. Tại vì họ làm bao nhiêu họ xài hết bao nhiêu rồi, ok. Bởi vậy có nhiều người nói trời ơi, em xin chú em có 100 triệu mà ổng không cho, ổng đó không có tiền, Việt kiều mà không có tiền. Thì nó thật sự các bạn, có nhiều người Việt kiều không có tiền các bạn nhá. Tại vì các bạn thử tưởng tượng đi. Đó. Thôi vậy bây giờ mình bỏ này đi. Các bạn thấy không? Mình là chủ tiệm nail mà mình phải ăn đồ ăn thừa của ngày hôm qua. Thì mà tại vì mình phải làm như vậy mình mới có dư các bạn. Chứ các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mà mình ăn sang quá thì làm sao mà mình có dư được. Đó. Bỏ nấm vô. Thì bữa hôm nay mình sẽ ưu tiên ăn những cái nào mà nó sắp héo các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không ăn á thì nó sẽ bị héo ha. Đó. Rồi. Bữa hôm nay mình sẽ không uống chai rượu nên mình phải bắt trước để vô tủ kiến, chừng nào có khách mới tới mới uống. Nó giỡn thì vô uống cái đó vô mời học đi làm nổi. À. Đó chính là lý do tại sao mình làm video cho các bạn coi, để các bạn hiểu thêm cuộc sống về người Việt Nam ở bên Mỹ các bạn. Không phải là ai qua Mỹ cũng giàu đâu, không? Không phải là ai qua Mỹ cũng có tiền đâu, cho nên các bạn đừng có mở miệng ra là chú ơi chú cho con 1 tỷ được không chú? Chú ơi, Việt kiều Mỹ không có 1 tỷ chú. Tại vì họ cứ tưởng là ai qua Mỹ cũng giàu, ai qua Mỹ cũng xài tiền đô với bạn. Nhưng mà các bạn không biết là cuộc sống của họ rất là cực khổ. Họ phải đi làm từ sáng tới chiều các bạn. Có nhiều người các bạn biết không? Có nhiều người thanh niên ở bên Mỹ này á, họ sống độc thân á, họ chưa có vợ đó. Không. Họ đi ra chợ, họ mua một tô cơm xào mà của người Trung Quốc họ xào đó các bạn. Thì một tô cơm xào đó tầm 15 đô la nó bự nè. Thì một tô cơm xào đó họ về. Các bạn biết không, tối á một tô cơm xào 15 đô la nó bự cái gì nè. Thì có 15 đô la các bạn. Tối họ về. Cái họ bút ra, họ ăn. Như vậy là cũng qua một bữa các bạn. Giống như là các bạn biết không, thì mỗi một ngày họ ăn một chút xíu.
xong rồi còn một chút xíu họ bỏ tủ lạnh, ngày mai sáng thì họ đem đi làm, họ ăn tiếp nữa. Có nghĩa là những cái thanh niên độc thân ở bên Mỹ á, họ sống á, giống như là mua một tô cơm xào 15 đô la thôi, mà tối ăn một chút xíu, sáng ăn một chút xíu, rồi trưa ăn một chút xíu, có nghĩa là một tô cơm xào ăn được 3 lần các bạn. Đó. Cho nên các bạn cũng đừng có nghĩ là Việt kiều ở Mỹ sướng lắm. Nói thật sự thì cũng có nhiều người họ khổ lắm các bạn. Nhưng mà không phải là họ không có tiền để mà họ ăn các bạn, tại vì họ muốn tiết kiệm để dành tiền để mua nhà, mua cửa thôi, hay là để về Việt Nam lấy vợ. À. Cho nên có nhiều người họ nói trời ơi em có chồng Việt kiều mà em xin ảnh mua cho em có iPhone mà ảnh không mua. Các bạn biết không, nó thật sự thì một cái iPhone cũng gần cả ngàn đô la các bạn, đúng không? Mà có nhiều người ở bên Mỹ này họ ăn rất là tiết kiệm, đúng không? Họ mua cái tô cơm 15 đô mà họ ăn tới 3-4 lần mà các bạn nghĩ coi. Còn ở bên Việt Nam các bạn đi nhậu ha, đi quán nhậu ha, một đêm nhậu 2-3 triệu. Nó thật sự thì nhiều khi á, các bạn biết không? Nhiều khi mà mình nghĩ lại, mình thấy những cái người Việt Nam sống ở Việt Nam sướng thiệt. Sướng thiệt. Cho nên bây giờ có khá là nhiều người họ không muốn qua Mỹ các bạn, tại vì trời, qua Mỹ phải bắt đầu lại từ đầu, lại phải chịu khổ nữa. Nhưng mà có nhiều người họ vẫn muốn qua Mỹ các bạn. Đó, bây giờ mình bắt đầu ăn cái lẩu của mình đi các bạn ơi. Thì nếu mà bữa nay mình ăn không xong cái lẩu này á, thì ngày mai sáng mình thức dậy mình ăn tiếp tục. Đó, các bạn thấy không? Ở bên Mỹ là các bạn phải làm gì các bạn mới có dư nha. Cái này mình nói thiệt á, cho nên á, các bạn thấy có nhiều người Việt Nam ở Mỹ á, các bạn thấy trời, cái thằng này nhìn nó bèo bèo, nó nhèo nhèo vậy mà sao nó có dư quá. Còn có mấy thằng mà nhìn nó hào sản, trời, nhìn anh này phong độ quá, thật sự họ chẳng có tiền bạn, tại vì làm bao nhiêu xài hết rồi, tiền đâu mà dư. Đó, thấy không? Bữa hôm nay mình ăn cơm nguội. Ngày mới sáng mình cũng ăn cơm nguội nữa. Có lẽ mình là YouTuber chùm sò nhất trên YouTube. Không. Thì bây giờ mình sẽ ăn hết cái mớ rau này. Cái mớ rau này thì còn tươi, mình có thể ăn nữa. Nhưng mà nếu mà ngày mai á, nếu mà tối nay mình ăn không hết thì mình ăn tiếp tục các bạn. Các bạn đừng có cười mình. Ở bên Mỹ này người Việt Nam nào cũng sống vậy chứ nó. Thì những cái người Việt Nam nào mà họ sống như vậy đó các bạn, họ rất là dư, họ có cuộc sống rất là ổn định ha. Còn những cái thanh niên nào mà tối đi chụp bài à, sáng đi ăn tiệm, tối đi ăn tiệm, trưa đi ăn tiệm, nói chung là đi ăn tiệm không à, thì họ không thể nào dư được. Tại vì các bạn biết sao không? Hai lửa không thôi. Tại vì các bạn biết sao không? Ở bên Mỹ này á, khi mà các bạn đi ăn hoài á, chẳng hạn giống như mình nói cho các bạn biết, ở bên Mỹ này một ngày các bạn làm 100 đô la đi, là cho là trung bình đi. Thì các bạn ăn cái lẩu này với rau này với lại thịt bò này với rượu này không á, là coi như là 150 rồi, ok. Nhưng mà các bạn ăn 150 không phải là các bạn trả 150 không đâu, các bạn phải đóng thuế nữa. Thì cái tiền thuế cho 150 là tầm 10 đô la, rồi sau đó các bạn phải bo cho nhân viên mà nó dọn bàn cho các bạn nữa. Thì nếu mà 150 đô la đó, các bạn phải bo cho nó tầm 10 đô la cho tới 15 đô la. Đó. Như vậy thì các bạn đi ăn nhà hàng á, các bạn phải tốn tiền bo cho nhân viên nè, rồi các bạn phải đóng thuế nữa. Đó.
chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên các bạn thấy á, các bạn thấy là tại sao mình ở bên Mỹ mà mình cũng phải ăn đồ ăn nguội, các bạn, mình nói thẳng ngay là đồ ăn dư thừa của ngày hôm qua đó, không? Tại sao mình không ăn đồ ăn mới? Ăn mì. À. Cay vậy? Quá cay. Ngon. Gấp gói không? Để luôn được. Ừ. Ăn lẩu Thái là phải cay như vậy mới ngon. Ừ. Các bạn biết không? Sở dĩ mình làm YouTube á, mà mình không ngại mình nói như vậy. Mình nói với các bạn biết bữa nay mình ăn đồ ăn thừa của ngày hôm qua. Và ngày mai mình thức dậy mình ăn đồ ăn thừa của ngày hôm nay. Nhưng mà mình không ngại mình nói với các bạn tại như vậy. Tại sao vậy? Uống rượu đi, rượu vào thì lời ra. Vô. Cạn ly. Các bạn biết không? Có nhiều người ở bên Mỹ á, mình nói ở bên Mỹ á, họ sống cuộc sống giống như mình vậy đó. Có nghĩa là bữa hôm nay họ nấu cái lẩu này, họ ăn bữa tối này, họ ăn sáng ngày mai, họ ăn buổi trưa, rồi ngày mai họ ăn nữa. Rồi ngày mốt khoan nữa, có nghĩa là cái lẩu này họ ăn bữa tối nè, ngày mời sáng nè, rồi bữa trưa nè, rồi bữa tối của ngày mời nè, rồi bữa sáng ngày mốt nữa, có nghĩa là một cái nồi lẩu này họ ăn tới 5 lần, các bạn có tin hay không? Thì họ tiết kiệm được rất là nhiều tiền các bạn. Nhưng mà họ không dám nấu cho bà con bên Việt Nam của họ nghe các bạn. Ok. Thì bà con bên Việt Nam của họ tưởng là trời ơi anh sướng quá, ngày nào anh cũng ăn lẩu, anh sướng quá, cho em 100 triệu đi anh ơi. Đó. Thì họ mới không dám nói như là tụi anh ở bên này á, tụi anh rất là cực khổ, tụi anh không có 100 triệu cho tụi em. Nhưng mà bây giờ mình là Việt Kiều mà mình mở cái miệng ra mình nói là mình không có 100 triệu thì không được các bạn. Không, Việt Kiều không được nói là không có tiền. Ok. Chẳng hạn giống như bây giờ mình đang ngồi đây, mình đang, thấy không, mình bấm điện thoại iPhone, thấy không, bà con bên Việt Nam gọi thầu anh ấy, anh ơi, tụi em ở đây thích cái iPhone quá mà không có tiền, anh có thể nào mua cho em cái iPhone không? Thì nó thật sự các bạn biết một cái iPhone cũng cả 1000 đô, không, mình phải ăn dè sẻn lắm mới dư được 1000 đô, không, mình phải ăn dè sẻn cả 2 tháng trời mình mới dư được 1000 đô. Mà bây giờ bên Việt Nam gọi thầu xin 2 cái iPhone. Thì trời ơi, bên Việt Nam gọi điện thoại qua xin dễ quá, anh ơi cho em 2 cái iPhone được không? Mà iPhone Pro Max nha. iPhone không Pro Max em không lấy đâu nha. Mình đã chờ em. Mình phải ăn uống dè sẻn 2 tháng trời mình mới để dành được 2000 đô. Phải 2 tháng trời. Mà bây giờ xin iPhone Pro Max. Thì các bạn biết không, có nhiều người còn nói anh ơi, thấy anh ngày nào ở Mỹ cũng ăn sang quá, anh cho em 1 tỷ được không? Trời ơi, ở bên Mỹ nghe nói một tháng làm 6000. Một tháng làm 6000 đô, chẳng lẽ anh không có 1 tỷ anh ở Mỹ mười mấy năm anh không có 1 tỷ anh. Hiểu bạn biết không? Một tháng làm 6000 đô. Một năm là 12 tháng là 120.000 đô la. Có nghĩa là một năm làm được 4 tỷ. Trời, một năm anh làm 4 tỷ đồng mà em xin anh có 1 tỷ à, anh không cho anh Việt Kiều, anh là Việt Kiều Mỹ mà sao anh bèo với anh. Nhưng mà họ không biết là mình sống ở Mỹ mỗi một ngày mình phải ăn đồ ăn cũ các bạn. Đó. Bởi vì trở thành Việt Kiều có sướng hay là không? Trở thành Việt Kiều có sướng hay là không các bạn? Cạn ly đi, đêm nay có rượu, đêm nay say.
Đó. Quá ngon các bạn ơi. Bây giờ để mình bỏ thêm rau đi, không thôi nó hư uổng á. Tại vì một khi mà mình đi chợ là mình đi chợ cho nguyên tuần các bạn. Nếu mà các bạn không ăn là nó hư sao, nó không, nó héo rồi nữa. Phải ăn thôi. Ở bên Mỹ đồ ăn thì nó rất là rẻ. Không, thịt cá thì nó rất là rẻ. Nhưng mà nếu mà các bạn mà không biết cách tiết kiệm á, các bạn làm hoài cũng chẳng dư đâu. Đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn tiết kiệm quá thì người ta sẽ nói là các bạn chùm sò. Cho nên lâu lâu các bạn cũng phải đi ra quầy ngoài ăn các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Cái lẩu này đâu có thua gì à. Lẩu nhà hàng 5 sao đâu, phải không? Các bạn, nhưng mà được cái là các bạn ăn ở nhà đó. Các bạn không phải đóng thuế. Đó, các bạn ăn ở nhà các bạn không cần phải cho tiền bo. Ví dụ bữa hôm nay mình ăn cái lẩu này đi thì mình phải bo cho nhân viên là tầm $15 các bạn. Đó, $15. Thôi được, từ từ á. Bởi vì nói chung á là ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có cái sướng và cái khổ. Không, ở bên Việt Nam á thì sướng một cái là các bạn có thể đi chợ mỗi một ngày, nhưng mà khổ một cái là vật giá nó rất là mắc. Không, thịt cá nó rất là mắc. Thì ở bên Việt Nam á, người nghèo á thì dĩ nhiên là họ sẽ không có uống rượu mỗi ngày, hay là họ không có thể sở hữu những cái đồ ăn ngon được các bạn. Không, chỉ có những người giàu thôi. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì người nghèo người giàu thì họ cũng có thể uống rượu tây được. Nói chung là cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu các bạn ha. Nhưng mà ở bên Mỹ thì các bạn không có thể nào mà đi chợ mỗi ngày hả? Các bạn chỉ có biết đi làm. Người ta nói là đi cày như con trâu là như vậy đó. Bởi vì các bạn biết không, có những em gái ở Việt Nam á đang ăn sung mật sướng. Trời ơi, tôi ở bên Việt Nam tôi ăn sung mật sướng có đại gia đưa đón, bây giờ bắt tôi qua Mỹ chi trời, bắt tôi qua Mỹ đi, tôi đi vũ neo cùng nhân lì vậy trời. Đó, có những người ở Việt Nam họ đang sướng, các bạn kêu họ qua Mỹ họ không quá bạn. Trời ơi, tôi ở Việt Nam tôi ăn đồ tươi đồ sống, phải không? Tôi có đại gia lo, bây giờ bắt tôi qua Mỹ tôi đi làm neo bạn. Điều đó là như vậy nha. Ok. Cho nên nếu mà các bạn nào mà có ý định qua bên Mỹ thì các bạn phải suy nghĩ lại là tôi có nên qua Mỹ hay không. Đó. Tại vì nếu mà các bạn qua bên Mỹ các bạn phải chấp nhận đi làm. Các bạn qua bên Mỹ mà các bạn không đi làm là không có ai nuôi các bạn đâu. Đó. Ở bên Mỹ không có đại gia nuôi các bạn. Có triệu phú, có tỷ phú. Đang lớn lắm. Thì anh có lucky gì không? Ừ. Đó. Anh lucky thì là bingo. Còn với lại ở bên Mỹ á, các bạn phải ăn đồ ăn nguội như vậy mỗi ngày luôn. Sai nha. Nhiều người ta muốn đi ăn hoài thì đi ăn hoài. Các bạn có thể đi ăn đồ ăn hoài nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ dư nổi, không? Đó. Vậy. Các bạn biết không, bây giờ cái giới trẻ họ đang thịnh hành là uống cà phê Starbucks. Thì mỗi một ngày á, mỗi một buổi sáng họ uống một ly cà phê Starbucks là $5 các bạn. Một ly cà phê Starbucks là $5, tính luôn thuế là $6. Thì một ngày họ uống một ly, một năm á, họ tốn gần cái tiền cà phê Starbucks là gần $500 cho nội là cái tiền cà phê đó. Đó. Nhưng mà bây giờ có nhiều người họ không uống cà phê Starbucks nữa mà họ tự mua về họ pha các bạn. Thì mỗi một ngày tính ra họ chú được có $1 thôi. Thay vì hồi xưa mỗi một ngày họ phải uống tới $5 cà phê của Starbucks. Các bạn hãy tưởng tượng đi. Đó. Cho nên á, ở bên Mỹ này á, các bạn muốn sướng hay là không á, là tùy vào các bạn có chịu tiết kiệm hay là không thôi. Thấy không?
bữa hôm nay mình ngồi đây mình ăn cái nồi lẩu nguội này, phải không? Có nhiều người họ họ không dám kể với bên Việt Nam biết đâu các bạn, họ không dám nói đâu. Tại vì họ họ sợ bên Việt Nam cười, trời ơi, Việt Kiều gì mà ăn đồ ăn cũ vậy? Việt Kiều là phải ăn đồ ăn ngon. Các bạn biết không, có những người họ không dám nói cho bên người bên Việt Nam nói là trời ơi, tối nào tôi cũng ăn đồ ăn cũ chứ. Các bạn biết không, có nhiều người Việt Nam á, có nhiều người Việt Nam á, họ không có quen ăn đồ ăn cũ. Bạn có nghĩa là mỗi một ngày họ phải ăn đồ ăn mới, mỗi một ngày họ phải ăn đồ ăn mới, ok. Nhưng mà khi mà họ qua Mỹ rồi á, thấy không, thì họ nấu một nồi thịt kho nè, họ hâm đi, họ hâm lại, họ nói trời ơi, tôi qua Mỹ tôi khổ quá, hồi xưa ở Việt Nam mà mỗi một ngày là phải có đồ ăn mới nấu ra, trời giờ qua Mỹ một cái nồi thịt kho đó hâm đi hâm lại hâm, có nhiều người họ chịu không nổi và trời. Nhưng mà họ không chịu nổi thì họ cũng phải chịu thôi, tại vì ở Mỹ là gì đó, tại vì nếu mà họ không làm như vậy đó thì họ sẽ không có dư nổi đó. Cho nên có nhiều người họ ở Mỹ họ khổ lắm bạn, nói trời ơi, đồ ăn nhưng mà hâm đi hâm lại hoài, trời ơi. Các bạn biết không, thịt kho á, họ hâm tới nỗi mà cục thịt kho nó quéo lại mà không có nước luôn á, mà họ vẫn hâm lại các bạn, họ đổ thêm nước lạnh vô. Đó chính là cuộc sống ở bên Mỹ các bạn ha. Cho nên khi mà các bạn nghe video clip này xong thì có thể có nhiều người họ sẽ không muốn qua bên Mỹ nữa đâu, tại vì nói trời thôi tôi ở Việt Nam đi, mỗi một ngày tôi ăn đồ ăn mới, không, ở bên Việt Nam mỗi một ngày đi ăn đồ ăn mới, bên Mỹ là phải mỗi một ngày phải hâm đồ ăn cũ ăn, hâm mà cái nó quéo luôn. Ok các bạn ơi, thôi bây giờ kết thúc video đi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé, bye bye. Để mình ăn hết cái nồi này, nếu mà không ăn hết thì ngày mai ăn tiếp. Tạm biệt các bạn. Trang Ly. Bon. Các bạn thấy không? Nãy giờ mình ăn thịt bò, mình ăn có chút xíu à. Nó thật sự thì ở Mỹ này thịt bò nó khá là rẻ, cho nên mình ăn cũng khá là ngán rồi. Cho nên bữa hôm nay chắc là mình sẽ không ăn hết cái thịt bò này đâu. Thì nếu mà mình ăn không hết thì mình lại bỏ vô tủ đông nữa, và khi nào mình ăn thì mình lại lấy ra mình ăn tiếp nữa. Nãy giờ mình ăn chút xíu à, còn viên khúc này nữa. Cái khúc này mình nói thật sự chứ mình ăn tầm 3 ngày nữa mới hết các bạn. Bữa nay mình ăn xíu này, ngày mai mình ăn xíu kia, ngày mốt mình ăn xíu nọ đó. Một cục thịt bò thì ăn 4 ngày các bạn, quá sướng luôn. Trời ơi, nước Mỹ tận tế, nước Mỹ là số 1 đó. Trong đây còn thịt bò là thấy không. Nói thật sự thì ở bên Mỹ đồ ăn khá là rẻ, cho nên nhưng mà mình ăn hoài cũng ngán mà, thấy không? Nãy giờ bây giờ ăn hết cái đống này thôi nó cũng ok. Thôi giờ tạm biệt các bạn nhé.